Nhật Kim Anh đưa con trai đi chơi ngày cuối tuần, Quý Tử hào hứng ra mặt, được nhận xét ngày càng giống mẹ. Loạt khoảnh khắc đáng yêu của mẹ con Nhật Kim Anh đang nhận được nhiều sự chú ý. Sau khi quyết định ly hôn, Nhật Kim Anh từng bức xúc lên tiếng tố chồng cũ Bửu Lộc và gia đình anh ngăn cấm, không cho cô được gặp và gần gũi con trai. Từ đó, nữ diễn viên và chồng cũ trở mặt thành thù trong cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con ở những phiên tòa. Trải qua những tháng ngày kiện tụng mệt mỏi, Nhật Kim Anh cũng đã thắng kiện và giành được quyền nuôi con vào tháng 3 năm 2020. Dù vậy, sau những lùm xùm xảy ra, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt nhất để có thể chăm sóc con chung. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh đã đăng tải loạt ảnh đưa con trai đi chơi ngày cuối tuần. Có thể thấy, khi được vi vu cùng mẹ, nhóc tì cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng. Bên cạnh đó, cậu bé cũng đã được mẹ chiều chuộng và đưa đi chơi rất nhiều nơi. Khi chụp ảnh selfie cùng mẹ, Quý Tử cũng được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ mình. Song song đó, những khoảnh khắc đáng yêu của Nhật Kim Anh bên con trai cũng khiến dân tình thích thú. Ngoài ra, cô còn gọi cậu bé là anh người yêu bé nhỏ. Nhật Kim Anh dành thời gian đưa con trai đi chơi. Nhóc tì hào hứng và vui vẻ hết nấc. Cậu bé cũng được nhận xét ngày càng giống mẹ. Ở thời điểm hiện tại, con trai Nhật Kim Anh đang sống cùng ba và nhà nội tại một ngôi nhà ở Cần Thơ. Nữ diễn viên cũng dành thời gian về thăm con ngày cuối tuần. Hậu ly hôn với chồng cũ Bửu Lộc, Nhật Kim Anh từng chia sẻ về con trai, bàn tay mẹ đã nhăn nheo. Già nua theo thời gian nhưng sẽ luôn cố gắng ôm ấp và chở che cho con đến khi khôn lớn. Nếu một ngày không còn bàn tay của mẹ che chở nữa thì hãy mạnh mẽ và luôn ngoan hiền đạo đức con yêu của mẹ nhé. Mẹ luôn yêu con ở bất cứ không gian nào. Nhật Kim Anh và chồng cũ từng có khoảng thời gian hạnh phúc,